Chùm rắn. Ngày xưa, có hai ông lão làm bạn với nhau. Một ông tính tình thật thà, tên là Shiro. Còn ông kia, trái lại, vô cùng dối trá, tên là Kuro. Ông ơi, hôm nay cái chân của tôi lại đau. Ông đi gánh nước được, ông có thể... Đây, ông lấy một bình của tôi mà dùng. Đây, mình chẳng việc gì phải ra ngoài giữa trời lạnh giá thế này mà vẫn có nước dùng, chẳng như ông bạn mình. Ai bảo ông ta ngốc thì ráng chịu thôi. Ông bạn ơi, sang năm mới, chúng ta hãy mơ một giấc mơ mà nó có thể thành sự thật đi. Giấc mơ có thể thành sự thật ư? Ông bạn mình rõ ngớ ngẩn. Nhưng ông ta đã bảo vậy thì mình cứ đồng ý, có mất mát gì đâu. Được rồi, vậy chúng ta sẽ gặp lại vào ngày thứ ba của năm mới và kể về những giấc mơ đó cho nhau nghe nha. Được thôi. Ngày thứ ba của năm mới đã tới. Khi hoa giọt tuyết bung nở trong rừng và hoa mai phủ trắng những cành cây, hai ông lão lại gặp nhau trên đường đi. Sao rồi? Đêm cuối cùng của năm cũ, ông có mơ không? Có, tôi có mơ. Mình ngủ khì, có mơ thấy gì đâu. Nhưng giờ mình nói mình không mơ thì mất mặt quá. Tôi mơ một giấc mơ rất lạ. Còn tôi mơ thấy có một điều may mắn đến với tôi từ bầu trời. Thì tôi mơ thấy điều may mắn đến từ mặt đất. Thật là vui vì năm mới đến, chúng ta đều có những giấc mơ tốt lành. Hôm nay là một ngày đẹp trời, để bắt đầu làm việc đây. Tôi sẽ ra đồng làm đất để trồng dâu. Lạ thật, sao lại có hòn đá ở đây? Ruộng nhà mình có bao giờ có đá đâu. Có một chiếc bình này. Ôi, mạng ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Đây chắc là điều may mắn trong giấc mơ của ông bạn mình đây. Vì nó đến từ mặt đất mà. Mình phải về báo cho ông ấy biết mới được. Ông bạn ơi, tôi tìm thấy điều may mắn từ mặt đất của ông đây. Ông hãy ra mà đem về đi. Ông nói cái gì tôi chả hiểu. Ông còn nhớ, ông đã mơ thấy điều may mắn đến từ mặt đất không? Nó đã xuất hiện rồi nè. Một hũ đầy vàng ông bạn ơi. Một bình đầy vàng ư? Đúng là của tôi đây. Ông mau chỉ chỗ cho tôi ra lấy đi. Được, ông nghe nè. Tôi đã đánh dấu chỗ đó rồi. Ngay ở ruộng nhà tôi, cạnh hòn đá. Bà nó ơi, bà ra đây tôi kể cho bà nghe chuyện này vui lắm. Ông bạn hàng xóm Kuro của chúng ta đã nhận được điều may mắn từ mặt đất y như trong giấc mơ của ông ấy bà. Đó là cái bình đầy vàng ngay trên ruộng nhà ta. Ông ấy rất vui khi nghe thấy tôi báo tin về cái bình. Bây giờ có lẽ ông đã đem về nhà rồi. Ông đã làm một việc rất cao thượng. Ông đến bên bếp lửa mà ngồi cho ấm đi. Đêm mùa xuân thật ấm áp và dễ chịu bà nhỉ. Đúng thế, ấm áp quá. Chúng ta chẳng mong gì hơn thế này nữa. Mùa xuân rồi mà vẫn lạnh quá. Vì nghe lời ông bạn thật thà mà mình cất công ra ngoài giữa trời thế này. Nếu không tìm thấy chiếc bình vàng thì mình sẽ cho ổng biết tay. Ôi da, chỗ hòn đá ở đây rồi. Chắc đây là chiếc bình vàng rồi. Cái gì thế này? Ông lão kia dám chơi khâm ta. Được rồi, lão sẽ biết tay ta. Chơi khâm tôi xong rồi, về thoải mái sưởi ấm bên bếp lửa cơ đây. Được rồi, để tôi cho bọn rắn này sưởi ấm cái lưng cho ông. Bà nó nhìn nè, ông hàng xóm của chúng ta nhận được điều may mắn từ mặt đất. Còn bây giờ, chúng ta đã nhận được điều may mắn của chúng ta. Nó từ trên bầu trời rơi xuống đây. Sao lại thế? Sao rắn lại biến thành vàng thế kia? Ông ơi, không ngờ đến tuổi này, chúng ta nhận được lộc lớn như thế. Chắc trời thương vợ chồng mình chăm chỉ thật thà đây. Vẽ gì khó nhất? Sao
xin cậu thương tình cho tôi gặp quan lớn. Chị tưởng gặp quan dễ dàng thế à? Xin cậu, tôi chỉ còn mấy xu lẻ, vay mượn mãi mới đủ tiền phí đưa đơn kiện. Không dài dòng, vào cổng gặp quan lớn mà chỉ ngần ấy thôi sao? Có việc gì ngoài ấy thế? Vào hết cả đây xem nào. Ở trong này ta nghe rõ cả rồi. Thằng kia, ở nhà quan mà mày dám bày trò vòi vĩnh tiền của dân à? Ngươi không biết ta nổi tiếng liêm khiết, ngươi làm thế không sợ mất mặt ta sao? Ừ, dạ con biết lỗi rồi, xin ngài tha cho con. Nhà chị kia có việc gì cần ta giúp đỡ thế? Bẩm quan, hôm qua trộm vào nhà khoáng sạch đồ đạc tài sản của con rồi, xin ngài hãy điều tra giúp con. Dạ, xin quan lấy lại công bằng giúp cho con ạ. Hừ, đơn viết thế này cũng được rồi, thế trình phí tố tụng đi rồi ta giải quyết cho. Phí xét xử trộm cắp 8 hào. Vâng ạ. 1, 2, 3, 4. Quái lạ, sao đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 8 hào nhỉ? 1 đồng 2 hào rơi đâu mất rồi? Dạ bẩm quan, đủ 8 hào ạ. Ừ, đủ rồi. Sao thế? Tiếc à? Thay tiếc thì mang về. Dạ, dạ không ạ, không có gì ạ. Dạ bẩm quan, con về ạ. Được, nhất định ta sẽ đòi lại công bằng cho nhà chị, yên tâm mà về đi. Dạ, con đội ơn quan lớn. Ở đây có mặt trái đằng trời. Bẩm quan, mấy con gà mái nhà tôi bị mèo đuổi, bay sang vườn nhà quan. Phiền ngài cho tôi bắt chúng về. Nhà ta nuôi hàng trăm con gà, biết con nào là của nhà ngươi? Bẩm quan, là mấy con gà mái mơ lòng ống mượt kia ạ. Ăn nói hay thật, đó là gà nhà ta nuôi đấy chứ. Mấy con gà này chúng thân thuộc đến nỗi nhắm mắt tôi cũng có thể vẽ ra chúng. Ngươi là họa sĩ hả? Vâng ạ. Vậy ngươi hãy vẽ một bức chân dung cho ta, nhưng nhớ phải ra được thần thái liêm khiết của ta biểu hiện trên khuôn mặt. Vẽ quan thì quá đơn giản, nhưng đừng quá ngông cuồng. Rất nhiều người vẽ chân dung cho ta mà ta chưa ưng đấy. Ngươi là họa sĩ, thế vẽ gì là khó nhất? Bẩm, vẽ chó mèo khó nhất. Mấy con vật thân quen như thế mà lại bảo khó nhất sao? Vậy vẽ cái gì dễ nhất? Bẩm, yêu ma quỷ quái vẽ dễ nhất. Thế mà lại dám nhận mình là họa sĩ? Những thứ quen thuộc với mình thì kêu khó, không vẽ được. Còn những thứ người đời chưa gặp bao giờ lại bảo là dễ, thật ngông cuồng. Bẩm quan, đúng là như thế. Vì yêu ma quỷ quái không có hình dáng nhất định, chưa ai thấy bao giờ, cho nên vẽ thế nào nên thế. Vẽ giống thú, giống vật, giống quan đều được cả. Bẩm quan, tôi về. Chú ngựa kênh kiều. Nhanh nào, đường lên chợ huyện còn xa lắm. Nhanh, nhanh, nhanh nhanh cái chân lên. Anh làm tôi bị ông chủ quất bàn mấy roi rồi đấy. Mệt rồi à chú mày, nghỉ tí vậy nhé. Hai chú mày tranh thủ nghỉ ngơi tí nha, ta cũng phải đi kiếm cốc nước cho đỡ khát đây. Gớm, mới có vậy thôi, anh làm gì mà như sắp chết đến nơi thế? Anh không biết đâu, mọi hôm ông chủ chỉ buông những đồ lặt vặt. Hôm nay, ông ấy lại bắt tôi chở mấy chục xúc vải trong hòm thế này, tôi chịu thế nào được? Này, anh bạn ơi, hay là anh giúp tôi với, anh chở giúp tôi 2 thùng nhỏ thôi, cho tôi đỡ nặng, được không? Anh
nói gì mà nghe lạ vậy? Tôi làm sao có thể giúp anh chở hàng được chứ? Tôi là ngựa xuất thân cao quý, chứ đâu phải hèn kém như loài lừa chuyên để thồ hàng. Dán tôi mà chở hàng thì coi sao được. Tôi biết, nhưng anh hãy thương tôi với, anh hãy giúp tôi một tay. Tôi cố lắm rồi, nhưng đúng là sắp không chịu đựng được nữa. Anh nói nghe buồn cười thật đấy. Ai có chức trách nhiệm vụ của người ấy? Việc của tôi là cống ông chủ, còn việc của anh là cống đồ của ông ấy. Hãy cố mà làm tròn trách nhiệm đi. Tôi xin anh mà, anh giúp tôi với. Đừng không, hãy ráng mà thồ đi nha. Thôi nào, chúng ta lên đường thôi. Thôi chết, con lừa của tôi, nó làm sao thế này? Ai, chết rồi, chở nặng quá nên... Trời ơi, mày chết rồi ư? Ủa hả? Lừa chết rồi, không chở được hàng nữa. Mày phải thầu thay nó vậy. Sức mày thì ngần này có thấm vào đâu, phải không? Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Biết thế lúc nãy mình giúp lừa một cái, thì giờ đâu đến nỗi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.